Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày hôm nay 1 tháng 9, khu vực Tây Nguyên và miền Đông Nam Bộ đã có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to. Khu vực Bắc Bộ, Bắc và Nam Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiều nơi lượng mưa đo được trên 50mm như Du Già, tỉnh Hà Giang 69,6mm, Ban Hàng Đồi, Hòa Bình 54,6mm, Ea Cờ Nớp, Đắk Lắc 76,4mm, Đạ Bang, Lâm Đồng 67,8mm, Vạn Bình, tỉnh Khánh Hòa 61,7mm, Bình Châu, Long An 54,6mm. Dự báo từ nay đến sáng ngày 3 tháng 9, ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, trời sẽ có mưa vừa, mưa to và dông. Cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 40-80mm, cục bộ có nơi trên 120mm. Sau ngày 3 tháng 9 thì mưa lớn sẽ giảm dần. Trong khi đó, trên biển ngày và đêm mai 2 tháng 9, vùng biển từ Ninh Thuận đến Cà Mau và vùng biển phía Tây của khu vực Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa, có gió Tây đến Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7 đến cấp 8, biển động, sóng biển cao từ 1,5 đến 2,5 mét.